ngày cứ đi vô đi qua là cứ gặp lép á. Thôi phút gì á, phút thì nhiều phát thì ra cứ chạy tới đi qua là cho phát gì. Ngoài đèn dễ nhìn hơn con kia nhỉ? Vừa một đèn khó nhìn hơn luôn. Đây, đang bảo cho ngồi đây cho nó cẩu đi này, gật gật đấy này. Đi đi đâu? Ngồi đây bay đi nhá. Quay như nào, quay từ đâu rồi đâu? Đây trên đây tính xung quanh hình tròn cái khu này. Ờ, bây nhé. Hay lúc tìm cái này rồi. Tôi đứng tìm cái kim thất lạc cái thọ. Xem máy bay của này. Ừ, con tôm. Nó tìm cái kim thất lạc cái thọ. Cái quay hình tròn này nhé. Cái này hình tròn nhé. Phải bay cao ấy, bay cao vượt hơn cái dây kia. Sợ thật. GPS bên này phải 8 năm mới có. Chém luôn. Rồi, tôi nhận rồi nhá.